ai cho cậu tới đây? Dạ. Tôi đã cấm cậu gặp con gái tôi rồi mà. Dạ, cháu xin lỗi cô. Tại vì cháu nghe tin bác trai bệnh nên cháu tới thăm. Tôi không cần cậu quan tâm. Dạ, nhưng... Hiểu chưa? Cháu biết là bác trai phải phẫu thuật thì mới sống được. Đây là số tiền mà cháu đã dành dụm suốt 7 năm qua. Thôi, cậu về đi. Tôi không nhận đâu. Cô, báo tin cho cậu biết luôn, tháng sau con nhỏ lấy chồng rồi. Này, mày chở anh ra bến xe miền Đông đi. Dạ. Bán gì vậy? Bánh giò. Đi ra chỗ khác bán. Ủa, làm sao? Khu này không có ăn bánh giò, ăn kẹo kéo không à. Nhưng mày chưa hiểu hả? Hiểu rồi. Xin lỗi, tại bữa nay anh ăn bánh giò trừ cơm. Của anh nè. Anh yên tâm đi, em không cho không anh đâu. Em trao đổi với anh đó. Hả? Anh muốn cái gì vậy? Ê, lát vô nhớ tắt đèn hả mày? Dạ. Em trao đổi với anh đó.
về nhà rồi hãy mở ra. Một tháng rồi kể từ ngày anh với em quen nhau, vậy mà em vẫn chưa biết tên anh là gì, không biết nhà anh ở đâu, gia đình anh thế nào. Anh đừng có hiểu lầm câu nói của em nha, em chỉ muốn biết thôi. Và em hy vọng ngày mai em sẽ được thấy anh đợi chiếc nón mà em tặng. Đang yêu hả? Dạ không. Cảm ơn chị. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Anh kia. Hả? Nhìn gì vậy? Hôm qua anh có đọc thư của em không? Có. Vậy sao không làm theo? Thì... Nón của em đâu? Sao giờ mới đội? Anh sợ nó dơ với lại mau cũ. Nè, từ ngày mai, ngay khi bắt đầu đi làm, anh phải đội nón lên, nghe không? Anh biết rồi.
Anh có cái này cho em nè. Anh về nha. Anh tên Nam. Anh ở miền Tây. Lên đây ở trọ từ năm 14 tuổi rồi. Anh ở chung với một thằng bạn ở khu bầu cát Tân Bình. Ba mẹ anh mất trong một trận lũ cách đây 7 năm. Giờ anh chỉ còn một mình. Anh cảm ơn em nha. Cảm ơn về cái nón đó. Nó đẹp lắm. Bị hư. Trời mưa to vậy sao không về nhà? Em muốn gặp anh. Thì ngày mai vẫn có thể gặp mà. Như hôm nay em nhớ anh. Anh có nhớ em không? Anh nhớ em. Vi à, anh chỉ là một thằng bán bánh giò thôi. Anh sợ. Điều đó không quan trọng.
anh yêu em. Cậu không đủ tư cách với con gái tôi đâu. Má, sao má lại nói như vậy? Anh đâu có lỗi gì đâu. Sao không được nói như vậy? Lỗi gì hả? Lỗi gì nó nghèo? Lỗi gì nó không có một cái áo liền vai, một đôi dép liền đế? Má, đi về. Còn cậu, tôi cấm cậu gặp con gái tôi. Cậu à, nếu cậu thương con Vi thì hãy để cho nó yên. Tôi xin cậu. Về con. Tháng sau con Vi lấy chồng rồi. Nếu vậy thì cháu xin chúc mừng Vi. Đây là số tiền mà cháu dành dụm để giúp bác trai phẫu thuật sớm. Xem như là cháu cho cô mượn thôi. Khi nào cô trả lại cho cháu cũng được. Cậu cầm về đi. Cô. Có lẽ đây là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng chúng tôi được nhìn nhau. Dù rất ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, nó là cả những cảm xúc yêu thương nhất. Tình yêu là gì? Phải chăng nó thật xa xỉ đối với một thằng mắng bánh giò như tôi? Vi nè, anh biết là sẽ không còn cơ hội gặp em nữa. Không còn cơ hội được nhai ngấu nghiến muốn bánh tráng em là. Không được thật sự hạnh phúc. Không được trò chuyện thật nhiều với em. Không được em quan tâm như một người thân. Mỗi lần nhìn vào mắt em, anh thấy những niềm vui vô tận. Chỉ cần thấy em cười thì điều đó đã làm anh hạnh phúc lắm rồi. Giờ điều cuối cùng, anh biết mình không đủ tư cách để yêu em trên cõi đời này. Vậy xin em hãy cho anh yêu em từ nơi mộ sâu đất lạnh em nhé. Nó bị khối u trong người này, tới hạn phẫu thuật nó dành dụm được mấy chục triệu. Mà số thằng này nó khổ, tháng trước làm mất hết, giờ không còn tiền phẫu thuật nữa, nằm ở nhà chờ chết. Tráng. Dạ, có liền. Ê, đừng có chờ.
cho khô. Dạ. Bé chị, đừng có cho trứng luôn, cho tôi nhiều bánh tráng tí nha. Chị ơi, cho tôi một bịch bánh tráng. Nhưng em biết rồi, không khô, không trứng, chỉ có bánh tráng. À, thêm nhiều một chút bánh tráng, đúng không anh? Dạ. Của anh nè. Sao nhanh vậy? Làm sẵn cho anh mà, em biết thế nào anh cũng ghét. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Anh đừng gọi em là chị nữa, em mới 19 tuổi thôi, chắc là nhỏ hơn anh mà, đúng không? Tôi 21 tuổi. Vậy mình gọi nhau là anh em nha. Ê, không không không, không được đâu. Anh không được từ chối đó. À, nhưng tôi cái gì? Anh biết rồi. Chị ơi, dạ. Cảm xúc trong anh là em, tình yêu anh mang là em, và em có hay lời nồng ấm nơi con tim này gửi trọn tình yêu nơi. Spotlight, you can be my it girl. You're my biggest it girl.